Đó, để em chỉnh cho đi. Anh ra ngồi thẳng lên cho em tí. Rồi, rồi, đây nhá. Ở đây nó là cái concept mà cái đá công viên. Đấy, nó rất là hòa nhập. Anh chị diễn cứ hòa hợp thiên nhiên là được. Tạo dáng thoải mái nhá. Hòa nhập cuộc sống nhá, thiên nhiên. Khoan, khoan, khoan. Dạ. Làm ăn thế này chết. Concept này của bọn tôi nó có phải là cái kiểu mà yêu nhau và quấn nhau trên ghế đá đâu mà ông đưa ra đây chụp ảnh này. À, thế thì thôi chuyển. Nóng lắm. Anh chị này, bây giờ nhá, cái concept của em nó trên cầu và dòng sông. Đấy, chị bám một tay. Cảm giác như là mình đang tuyệt vọng lắm và chuẩn bị nhảy xuống đây. Thì nhá, đúng lúc này anh nhà mình níu giữ lại. Níu giữ lại cho em. Em giữ lại cái khoảnh khắc này quá tuyệt vời cho anh chị luôn. Đấy, đúng rồi, phải giữ chị. Đấy, phải rất là vì nhau anh chị nhá. Mặt thiện chí lên, mặt rất là thiện chí. Dạ, vâng, cực dạ. Ông làm ăn như thế này, ông lấy tiền được của tôi. Tôi hỏi ông thế này thì có khác gì là thất tình nhảy cầu chứ xong rồi là cứu vớt đời nhau à? Thế bây giờ là tôi bọn tôi cưới nhau về xong rồi nó đưa nhau ra nhảy cầu à? Làm ăn chết. Anh chị không thích cái concept này ạ? À? Thích làm sao được? Thế thôi chuyển. Đúng rồi nhá, anh chị nắm tay nhau thế. Dạ, báo cáo anh chị, đây nó là cái concept đường tàu cũng rất là mới lạ đấy, độc đáo. Đấy, bây giờ chị với anh đứng thế, xong chị giơ cái chân phải của chị lên cho em. Đúng rồi ạ, anh giơ chân trái lên. Đúng rồi, hai người cùng giơ nào. Đúng rồi, cười lên nào, em chụp nha, em xin phép chụp nha. À. Khoan, 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 dừng. Cái concept này không ổn rồi. Concept này nó là concept mà một đường tàu biết mấy sân ga. Ý nghĩa của nó là đôi ngả chia ly, mỗi người đi một hướng. Thôi, dẹp đi. Thế là anh chị lại không thích ạ? Thế thì chuyển vậy. Nào, anh chị cười nhá, cười tươi này, này. Ôi, à, nào, đấy tới chưa? Đây là concept chụp với ngôi mộ. Với cái ý nghĩa là đến chết cũng không rời xa. Chúng mày đã hài lòng chưa? Khi biết em duyên kiếp cầm cà, đêm đêm cầm cà chua. Em mua cà chua. À, mua cà chua à? Nhưng mà sao anh cầm trên tay còn mua lắm thế? Không những cà chua mà cả trứng đây này. Em sẽ mua hết cà chua, mua hết trứng của cái chợ này luôn. Cứ bỏ vào cho người ta đi. Mua hết chỗ này á? Vâng. Thế mua làm gì mà mua nhiều thế? Ôi giời ơi, loa người ta thông báo ầm ầm mà không biết ư? À? Tối nay có ca sĩ nổi tiếng về đây biểu diễn đấy. Này này, ông bỏ ngay đi cái trò đi nhá. Tôi ghét nhất là cái trò, ông hiểu không? Ô, làm sao đấy? Người ta về đây người ta biểu diễn, mình nghe mình yêu thương người ta. Hay là lại cầm cà chua, cầm trứng để ném người ta à? Úi giời, ai mà cũng hiểu được như anh thì có vẻ là nghệ sĩ được yêu thương. Nhưng mà đằng này em gặp toàn phải thành phần mất dạy thôi. Thế là nào? Em là ca sĩ, người có thương, thân tôi nghệ sĩ. Thì đừng có thương như thương hại đời. Thảo nào, nghệ sĩ nhìn trông nhóng nhánh mà trông nó lại bay thế nhỉ? Em đây. Đấy mà mấy cái lần đi biểu diễn ở cái làng bên ấy. Thế là toàn cứ bị nó ném cà chua với cả trứng thối vào mặt ấy. Vuốt mặt không kịp thế này, về ốm bao nhiêu ngày sốt còn dậy được đâu. Rút kinh nghiệm lần này em mua hết. Cho chúng nó hết cơ hội luôn, có bao nhiêu bỏ hết vào. Mà này. Dạ. Em xem là đi ra ngoài đầu làng ấy, ở đấy nó có mấy cái trang trại nuôi bò. Em ra đấy mua hết cái số phân bò của mấy trang trại, nghe chưa? Hiểu chưa? Em à? Trời ơi! Ừ. Anh đã hứa với em bao nhiêu lần là bỏ rượu, bỏ thuốc, mà tại sao đến giờ anh vẫn vậy hả? Thì cái gì nó cũng phải từ từ chứ. Từ từ là bao giờ? Năm hay 10 năm? Hay cho đến khi người anh đầy bệnh tật anh mới chịu? Đã thiếu nghị lực, giờ lại không còn chính kiến nữa. Anh nhìn anh Cường hàng xóm đi, anh ấy bỏ rượu, bỏ thuốc từ lâu lắm rồi đấy. Anh ghét nhất cái việc mà em lấy anh ra làm gương cho anh nhá. Anh sẽ cho em thấy chính kiến
và nghị lực của anh. Anh tuyên bố ơi, từ giờ chúng ta ngủ riêng. Được, ngủ riêng thì ngủ riêng. Chồng gì đấy? Tôi sẽ cho cô thấy chính kiến và nghị lực của tôi. Này, cầm gối đi ra ngoài đi. Anh ơi, vào đây làm gì? Em chỉ muốn thông báo với anh một chuyện thôi. Việc gì? Anh biết không, cái anh Cường hàng xóm ấy, anh ấy hút thuốc với cả uống rượu lại rồi đấy. Kệ nó, nó không có chính kiến, không có nghị lực, mặc xác nó. Này, dạ, quay vào đây. Ơ kìa, thế không sang lấy gối à? Cứ cho nhịn mấy bữa biết mặt nhau ngay nhỉ. Cái loại cà cuống chết đến đít còn cay, mày mà là vợ ông nhé, ông tát cho mày rơi răng luôn. Sao mà cứ nhạc lên ấy? Loạn. Cái xã hội này bây giờ nó loạn hết rồi. Trai gái cái đực cứ lung tung hết cả. Đấy là chuyện của xã hội, anh cứ làm như việc nhà mình. Này, ăn cái kem hạ hỏa đi. Anh hỏi thật nhé, em đã phụ anh lần nào bao giờ chưa? Nói ra thì anh lại giận, lại sân si rồi suy sụp. Em cứ nói đi, anh hứa là anh không giận đâu. Đời em thì phụ anh đúng 3 lần, tất cả là vì anh ấy. 3 lần? Ừ. Lại còn vì anh á? Em nói đi. Lần thứ nhất là lần anh đi phỏng vấn xin việc. Hồ sơ của anh thì thua xa những ứng cử viên khác, nhưng mà anh vẫn được nhận, anh nhớ không? Còn lần thứ hai nhá, là xét duyệt lên chức trưởng phòng. Bao nhiêu năm đi làm anh chẳng có cống hiến gì cho công ty cả, nhưng mà cuối cùng chức trưởng phòng vẫn về tay anh. Là vì em đã phải đi ngủ với giám đốc ấy. Thế còn lần thứ ba? Lần thứ ba là lần bầu cử chức giám đốc. Anh thiếu đâu 250 phiếu bầu, em đã phải vất vả đi gom 250 phiếu đấy từ những anh em công ty của anh ấy. Nhưng còn muốn hỏi gì nữa không? Cái gì? 250 mới cả 2 là 252 lần. Mà bảo là 3. Ủa?